vụ âm nhạc và truyền thông Cơ Đốc Việt Nam. Chúng ta cần có một thế hệ những người biết tìm kiếm Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài lúc sáng sớm, biết dâng sự cố gắng tươi mới như giọt sương cho Đức Chúa Trời để bù lại, nhận được quyền phép tươi mới và đầy dẫy của Ngài. Ngài sẽ như sương móc, đầy vui sướng và sức mạnh suốt cả ngày nóng bức và làm lụng khó nhọc. Tội lỗi to lớn của chúng ta là sao lãng không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Còn cái khôn ngoan của đời này, họ lo làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Chúng ta không tìm kiếm Đức Chúa Trời một cách sốt sắng và chuyên cần. Sự cầu nguyện chuyên cần không phải là cầu nguyện xen vào một chút giống như rắc gia vị cho dậy mùi thơm ngon. Nhưng sự cầu nguyện này phải ở trong thân thể, phải cấu tạo thành máu, xương. Cầu nguyện không phải là một phần sự hèn mọn mà ta đặt nó vào một xó, không phải là một hành động rời rạc tạo bằng những mảnh vụn từ thì giờ rút được ở công việc và việc sinh hoạt. Nhưng nó có nghĩa rằng phải dâng phần tốt nhất của thì giờ mình, phải dâng chính trái tim của thì giờ và sức lực mình. Anh em chắc biết giá trị của sự cầu nguyện, nó quý giá vô cùng, không sao kể xiết. Đừng bao giờ sao lãng cầu nguyện. Đối với đời sống Cơ Đốc nhân thì cầu nguyện là điều cần thiết thứ nhất, điều cần thiết thứ hai và điều cần thiết thứ ba. Vậy hỡi anh em yêu dấu, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.